đàn chơi uốn khúc yên lành, bóng chú sao la hòa cùng cây cò là điểm đỏ trong trang sử đỏ, là thảm nguyên sinh xanh giữa đại ngàn xưa. Xanh của dòng sông, xanh của đại ngàn và xanh thắm những vùng quê. Vẻ đẹp ấy đã quyến rũ lòng người, đã thành những ca từ đi cùng năm tháng, để mới nghe thôi, ai cũng muốn đến nơi này. Thiên nhiên ưu đãi, nơi đây hương của núi rừng, nhà của sông suối và tình người hòa quyện vào nhau. Đó cũng chính là những tiềm năng lợi thế đang cần được đánh thức. Góp sức trăm miền đâu chỉ để vô quáng riêng. Tháng 8 năm 2000, huyện Vũ Quang được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của các huyện Đức Thọ, Hương Sơn và Hương Khê. Những ngày đầu mới thành lập, cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế, điều kiện đi lại để giao lưu trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn với nhiều cách làm sáng tạo và được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, Vũ Quang từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên để sau 20 năm thành lập, 10 năm xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Vũ Quang là huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Có cái lợi thế lòng hồ Vũ Quang là ngàn rưỡi ra vườn quốc gia Vũ Quang bây giờ đang chưa ai khai thác cả. Chưa ai khai thác và của chúng nhân dân ở đấy thì rất là cần cù. Nếu mà có cái tập đoàn nào vào đấy mà đầu tư khơi dậy được, khởi động cái tiềm năng của Vũ Quang thì cũng có nhân dân rất là phấn khởi. Phát huy tiềm năng về đất đai thổ nhưỡng, trong những năm qua, Vũ Quang đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích người dân trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, hình thành nhiều trang trại, gia trại, đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn huyện có hơn 1.840 mô hình sản xuất kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng một năm trở lên, có trên 3.600 hectare cây ăn quả, có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, trong đó có 3 sản phẩm mang đặc trưng riêng của huyện là cam, mật ong, mật mía. Vũ Quang là một trong những địa phương có diện tích cam lớn với gần 2.600 hectare, trong đó có trên 1.700 hectare đã cho thu hoạch. Toàn huyện có gần 1.000 hộ nuôi ong với thu nhập bình quân mỗi năm từ 7 đến 8 tỷ đồng. Vừa đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, vừa chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, nên hiện nay thương hiệu sản phẩm mật ong, mật mía, cam của Vũ Quang đã được người tiêu dùng nhiều tỉnh thành trong cả nước biết đến. Nhờ phát huy được tiềm năng lợi thế để đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm mà địa phương có thế mạnh, nên cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng một người một năm. Tiềm năng lợi thế ở đấy, cái thứ nhất là về rừng, thứ hai là về chăn nuôi, thứ ba là trồng cây ăn quả có múi. Thì những cái lợi thế đó thì vẫn là nhân dân còn phát huy, nhưng mà nếu như được sự đầu tư lớn của trên và sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị thì chắc chắn người dân sẽ có cái thu nhập cao. Nếu như được sự đầu tư đồng bộ về phát triển là trồng rừng, để trồng cây ăn quả có múi và chặt phát triển chăn nuôi thì đời sống nhân dân sẽ là được tăng nhanh. Lợi thế lớn nhất của huyện Vũ Quang mà ít nơi có được, đó là công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2009, có diện tích mặt nước trên 4.000 hectare với trữ lượng 775 triệu mét khối nước. Là hồ chứa lớn thứ ba của cả nước, có trên 32 hòn đảo lớn nhỏ. Toàn bộ diện tích hồ nằm trọn trong rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý, bảo vệ. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động như du thuyền ngắm cảnh,
tắm mát nơi thác suối hoặc đi bộ khám phá rừng nguyên sinh trong khu vực. Cùng với công trình thủy lợi Ngàn Trươi, Vũ Quang còn có lợi thế về vườn quốc gia Vũ Quang. Đây là một trong 28 vườn di sản ASEAN với tổng diện tích hơn 57.000 ha đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái. Mỗi năm có thể đón từ 50.000 đến 60.000 lượt người đến tham quan. Rừng ở đây có cảnh quan tự nhiên độc đáo như thác nước cao và dài, hồ trên núi và các quần thể cây cổ thụ, rừng nguyên sinh với hệ sinh thái, hệ động vật đa dạng phong phú với hơn 1.800 loài thuộc hơn 200 họ thực vật bậc cao. Có trên 94 loài thú, trên 300 loài chim, gần 90 loài lưỡng cư bò sát. Bên cạnh vẻ đẹp kỳ vĩ nguyên sơ của vườn quốc gia Vũ Quang, lòng hồ Ngàn Trươi còn có thành cụ Phan Đình Phùng sẽ hội đủ những yếu tố để trở thành tour tuyến du lịch sinh thái và văn hóa trải nghiệm đặc biệt. Phủ Quang là một huyện mà có cái là huyện miền núi biên giới, hay là có những cái lợi thế tương đối đặc biệt, đó là có vườn sinh quyền ASEAN, đó là vườn quốc gia Phủ Quang bây giờ được gọi là vườn sinh quyền ASEAN. Thứ hai là có cái công trình hồ thủy lợi thủy điện Ngàn Trươi Cẩm Trang. Ba nữa là có cái di tích lịch sử văn hóa quốc gia, đó là thành Phủ Quang. Với cái tiềm năng hiện nay thì muốn đầu tư vào đấy, dân địa phương thì ít và nghèo, cần phải có những nhà đầu tư mạnh lớn đầu tư vào đây. Để khai thác tiềm năng lòng hồ Ngàn Trươi, cuối năm 2020, Vũ Quang đã triển khai thí điểm mô hình nuôi cá lồng. Bước đầu mô hình cho kết quả tốt. Những loại cá được nuôi như cá lăng, cá leo phát triển nhanh. Các yếu tố về môi trường nước ở hồ Ngàn Trươi đều nằm trong ngưỡng an toàn, thích hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cá. Hiện nay Vũ Quang đang xây dựng kế hoạch để nhân rộng mô hình này. Từ lợi thế này, Công ty Cổ phần Cá tầm Việt Nam là đơn vị hàng đầu về nuôi cá tầm ở nước ta đã có đề xuất được triển khai nuôi cá tầm thử nghiệm với quy mô 100 lồng, số lượng cá trên 100.000 con. Với tiềm năng lợi thế có được, Đảng bộ chính quyền huyện Vũ Quang đang tập trung kêu gọi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Vừa qua, tập đoàn TH đã tiến hành khảo sát và đề xuất với tỉnh Hà Tĩnh đầu tư hai dự án trên địa bàn Vũ Quang, gồm dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị nông nghiệp, dự án trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Các dự án này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi căn bản tư duy về sản xuất nông nghiệp của người dân, tạo tiền đề quan trọng góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, tạo nên cú hích trong phát triển kinh tế xã hội. Huyện đã có những bước đi rất chủ động và cũng rất là cẩn trọng. Chúng tôi mong muốn là kêu gọi các nhà đầu tư lớn có cái khả năng tài chính cũng như có kinh nghiệm và có cái tâm huyết để đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng như phát triển du lịch lòng hồ Ngàn Trươi. Thực hiện cái sự kêu gọi của tỉnh ấy, cũng như của địa phương ấy, thì tập đoàn TH đã có đề xuất hai dự án trọng điểm nếu mà được thực sự được đầu tư trên địa bàn Phú Quang thì tạo ra một cái bước đột phá rất lớn về phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng thời là phát huy được cái giá trị về lợi thế của Phú Quang trong cái vấn đề phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế vân đồi cũng như là phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm trên lòng hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang. Và đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi là hoàn toàn ủng hộ cái dự án này và chúng tôi cũng mong muốn nhà đầu tư sớm triển khai để rồi là tạo ra một bức tranh mới cho về phát triển kinh tế xã hội ở huyện Vũ Quang. Ta về đây xây quê cho lòng đất dày ấm vang ngàn xưa động lại truyền thống vang son, quê hương kiên cường, quê hương anh hùng vững vàng chống giặc ngoại xâm. Nay trên quê nghèo. Cùng
về đây cùng chung sức chung lòng, đánh thức tiềm năng về rừng, đất rừng, về du lịch văn hóa, sinh thái, môi trường thủy sản, lòng hồ ngàn trươi, vườn di sản ASEAN sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, để ngày mai nữa, Vũ Quang thêm những gam màu mới. Những tiềm năng lợi thế quý hiếm được đánh thức bằng các nhà đầu tư có tiềm lực kinh nghiệm sẽ làm nên một Vũ Quang đẹp hơn. Đất lành chim đậu, tin rằng khi tiềm năng được đánh thức thì một Vũ Quang từ trong đại ngàn sẽ tỏa ánh hào quang.